con ơi, sao con đối xử với mẹ như vậy hả con? Mẹ cũng thương con vậy, tại con đẻ không được mà, thì mẹ phải cưới người khác cho nó đẻ giùm, cho gia đình này có được đứa cháu nội. Mà con nỡ nào con đối xử với mẹ như vậy hả con? Tôi nghiệp mẹ chứ, mẹ già rồi, mẹ đâu còn trẻ đâu mà gọi để chờ đợi nữa. Con tàn nhẫn quá, con đối với mẹ hết sức là tàn nhẫn. Mẹ quay, đứng đây, đây này, đứng này. Mẹ khóc hả mẹ? Mẹ khóc hay mẹ cười? Hay mẹ khóc khinh bỉ mày? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Tao hả mày? Tao hả mày? Tao hả mày? Mày chết bư mà hắn tao cũng tiếc nữa. Cháu đội của tao làm sao mà kiếm ra được hả? Con quỷ, 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 con quỷ. Quỷ đi đâu? Mày làm gì? Mày lăn hả mày? Mày lăn hả? Mày lăn hả? Mày lăn tao cũng lôi vòng mày lại nữa. Mày lăn hả mày? Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Mấy bà con đừng có bên đó, nó là con ác thù. Ông bà mà đánh gì thấy ghê vậy? Mày hả mày? Mày tưởng thấy ghê hả mày? Chà, tội nghiệp quá, diễn xuất hay quá ha. Đi lên, đi lên, đi lên. Mày. Thấy mày bắt ghét mệt quá vô nghỉ.